quý vị khán giả đã quay trở lại với channel của Mr. Shero bóng đá vui nhộn. Mười màn trình diễn của De Gea qua các năm khoác áo quỷ đỏ. Trung vệ Harry Maguire cho biết anh tự hào khi được sát cánh cùng những cầu thủ xuất sắc nhất như De Gea trong màu áo Man United. Từ khi chuyển tới Man United, tôi đã ngạc nhiên trước tài năng của De Gea. Tôi theo dõi anh ấy từ lâu. Có thể nói, De Gea là thủ môn giỏi nhất của Premier League trong 10 năm qua. Thật hạnh phúc khi được chứng kiến các anh ấy luyện tập. Quả thực, De Gea rất xuất sắc. Gôn dẫn lời trung vệ người Anh. Cùng xem lại 10 màn trình diễn của De Gea qua các năm khoác áo quỷ đỏ. Các bạn đừng quên subscribe channel thứ 2 của Mr. Shero được chúng mình đính kèm ở dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và luôn ủng hộ cho channel của chúng mình. Các fan C7 ơi, các bạn hãy nhanh tay đăng ký vào đường link được đặt ở dưới phần mô tả để sở hữu ngay cho mình một chiếc áo siêu phẩm nhé. Là các Manusians, họ muốn huấn luyện viên Solskjaer nhắm đến một vị trí số 1 chất lượng hơn De Gea hoặc mang về thủ thành đang chơi rất hay trong màu áo Sheffield United là Dean Henderson. Giữa lúc đội bóng đang khó khăn nhất thì ai là người gồng gánh con tàu đắm thời hậu Sir Alex? Và sau khi ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 kết thúc, Quỷ Đỏ vẫn có được thứ họ muốn là một chiếc vé dự cúp C1 mùa sau. Chúng tôi sẽ để các bạn bàn luận về nó. Còn bây giờ, hãy cùng nhau chiêm ngưỡng những màn trình diễn của De Gea qua các năm khoác áo quỷ đỏ. Sau khi đăng quang tại giải vô địch bóng đá U21 châu Âu cùng U21 Tây Ban Nha năm 2011, thủ thành triển vọng De Gea được Sir Alex tin tưởng mang về Old Trafford với số tiền rò rỉ dao động từ 17 đến 19 triệu bảng. Ngay lập tức, anh điền vào chỗ trống mà thủ thành huyền thoại Edwin van der Sar để lại nơi khung gỗ MU. Với tổng cộng 39 trận chơi cho Quỷ Đỏ ở mùa giải đầu tiên, thủ thành sinh năm 1990 để lại những dấu ấn đậm nét với những pha bay người cản phá như người nhện và khuôn mặt thì được người hâm mộ Việt Nam so sánh với Ngộ Không trong Tây Du Ký. Đến mùa giải 2012-2013, chỉ sau một năm ăn tập và chơi bóng tại Old Trafford, De Gea cho thấy sự trưởng thành vượt bậc ở mọi khía cạnh. Đặc biệt là những pha cản phá với phản xạ xuất thần được ví là tay nhanh hơn não trước những tình huống dứt điểm cận thành của đối thủ, và cũng có những lần anh từ chối những cú ra chân liên hoàn của các tiền đạo đối phương, khiến đôi chân họ trở nên mỏi mệt trên con đường tìm đến mành lưới De Gea. Cái kết cho MU ở mùa giải đó cũng rất ngọt ngào, khi họ có được EPL và trả món nợ với chính gã hàng xóm Man City ở mùa giải trước, còn thủ thành người Tây Ban Nha thì góp mặt trong đội hình tiêu biểu của mùa giải. Mùa giải 2013-2014 chứng kiến vị giáo sư đáng kính Alex Ferguson nói lời giã từ sự nghiệp cầm quân, khiến các cổ động viên không khỏi nuối tiếc, còn ban lãnh đạo của câu lạc bộ cũng phải rối não tìm phương án đủ tầm để lấp đầy khoảng trống mênh mông mà ông già gơn để lại. Đây có thể xem là mùa giải khủng khiếp của bầy Quỷ Đỏ, khi họ cán đích ở vị trí thứ 7 lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ ở yên trong top 4. Thế nhưng toàn bộ cổ động viên cũng như các chuyên gia vẫn phải thừa nhận De Gea chính là điểm tựa vững chãi cho toàn đội trong mùa giải kinh hoàng ấy với phong độ ổn định. Thực sự nếu không có sự xuất sắc của thủ thành sinh năm 1990 trong khung gỗ thì chưa chắc MU đã có được vị trí thứ 7. Mùa giải 2014-2015, Thánh Tôn trở lại trong khung gỗ MU sau kỳ nghỉ hè ở Hoa Quả Sơn. Anh trở thành cơn ác mộng của các tiền đạo tại ngoại hạng Anh, với vô số những lần bay nhảy như trong phim và cản phá một cách xuất thần để bù đắp cho hàng thủ thảm họa của Quỷ Đỏ. Và ở mùa giải này, khả năng cản phá bằng chân của thủ thành sinh năm 1990 cũng tiến bộ trông thấy. Đặc biệt nhất phải nói đến trận De Gea gánh MU vượt qua Everton vào ngày 5 tháng 10 năm 2014 với tỷ số 2-1, khi anh cản phá thành công quả bên của Layton Benes và hai cú volley sấm sét của The Top Fest để rồi nhận được vô số lời có cánh từ các huấn luyện viên và chuyên gia sau trận đấu đó. Đến cuối mùa giải, anh là đại diện duy nhất của MU có mặt trong đội hình tiêu biểu. Bước sang mùa giải kế tiếp, De Gea vẫn là con quái vật trấn giữ nơi khung thành MU với một phong độ vô đối, và chắc chắn các Manusians sẽ không thể nào quên trận đấu quá xuất sắc của người nhện trước đối thủ Chelsea vào ngày 7 tháng 2 năm 2016. Thánh Tôn đã cản phá hàng loạt cú sút của The Blues và xuất thần nhất là pha phản xạ đấm bóng nhanh như điện trước cú bắt volley rocket của Ivanovic bên phía đối thủ. Ngoài việc gần trở thành người của Real trong mùa giải này, De Gea cũng ký hợp đồng 4 năm với Quỷ Đỏ, lọt vào đội hình xuất sắc nhất mùa giải ngoại hạng Anh và là cầu thủ hay nhất mùa của MU. Mùa giải 2016-2017 tiếp tục là một cuộc chuyển giao quyền lực tại nhà hát của những giấc mơ khi Mourinho lên nắm quyền, chịu nhiều sự xáo trộn cộng với sự bất ổn trong đội hình. Quỷ Đỏ kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 6 và chơi thứ bóng đá bị cổ động viên gọi là ru ngủ. Có thể nói, chỉ De Gea mới làm khán giả tỉnh táo với những pha bay nhảy như chim để cứu thua cho đội nhà. Phần thưởng cho nỗ lực của thủ thành sinh năm 1990 là lần thứ 4 liên tiếp lọt vào đội hình xuất sắc nhất mùa giải ngoại hạng Anh. Mùa giải thứ 2 của người đặc biệt tại Old Trafford đã có cải thiện rõ nét về kết quả khi họ cán đích ở vị trí thứ 2 với 81 điểm có được. Tại vòng thứ 5 đối đầu Everton, De Gea cán mốc 100 trận giữ sạch lưới cho MU và đến cuối mùa, thủ thành người Tây Ban Nha có lần thứ 5 xuất hiện trong đội hình tiêu biểu mùa giải ngoại hạng Anh và cũng là cầu thủ duy nhất của Quỷ Đỏ có tên trong danh sách này. Chưa hết, cá nhân De Gea có danh hiệu cao quý đầu tiên khi vinh dự được nhận găng tay vàng EPL với tổng cộng 18 trận giữ sạch lưới suốt mùa giải 2017-2018. Mùa giải 2018-2019 lại chứng kiến lò xay huấn luyện viên Manchester United thay tướng khi những vị thuyền trưởng vẫn chưa thể làm nguôi ngoai được cái bóng quá lớn của Sir Alex, và lần này Solskjaer chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng sau chuỗi tạm quyền ấn tượng dẫn dắt bầy Quỷ Đỏ. Liều vaccine của một huyền thoại câu lạc bộ vẫn chưa thể khiến bầy Quỷ Đỏ thức tỉnh kịp thời khi những tàn dư mà Mourinho để lại là trầm trọng, và cuối cùng MU đứng ở vị trí thứ 6 sau 38 vòng đấu. Nhưng vẫn không thể phủ nhận De Gea vẫn chơi cực kỳ xuất sắc trong giai đoạn từ đầu cho đến gần cuối mùa giải trước khi có dấu hiệu trượt chân ở giai đoạn nước rút. Và đến mùa giải năm nay 2019-2020, dù vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc với những pha cứu thua ấn tượng và dày dặn kinh nghiệm trận mạc, nhưng thủ thành sinh năm 1990 đã có những sa sút rõ rệt. Bằng chứng là những thông số thống kê của anh còn thua cả người đàn em Dean Henderson của Sheffield về số bàn thua phải nhận, lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, số pha cứu thua mỗi trận hay tỷ lệ cứu thua thành công. Và cũng do mắc đến 3 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua cho MU, De Gea biến thành thủ môn thảm họa nhất ngoại hạng Anh. Vậy theo các bạn, liệu De Gea vẫn còn được tin tưởng và trao một cơ hội nữa hay không? Hãy tưởng tượng mình là Solskjaer và giải bài toán hóc búa này và để lại đáp án dưới video nhé. Và nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like cũng như subscribe kênh để theo dõi nhiều video hơn từ kênh. Cảm ơn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.